Chào anh chị, trong video hôm nay Gạch Rẻ 98 tiếp tục giới thiệu với anh chị mẫu ốp tường dán tường 30x60 cho phòng tắm, phòng khách với thiết kế 3 phần sọc, điểm và lợt. Viên điểm thiết kế in hình 3D, hoa cúc và bình trà, hộp quà in 3D rất là sắc nét, cảm giác chân thật. Viên lọt và viên sậm thì với cái hoa văn chủ đạo là cái vân tia sét, đây có chắc gọi là vân tia sét đi, màu nâu. Tông màu chủ đạo là tông màu vàng kem, thì ốp lên với những cái ánh sáng vàng thiết kế cảm giác rất là quý phái, sang trọng. Chúc mừng bạn đã xem hết video của Gạch Rẻ 98. Để không bỏ lỡ những sản phẩm gạch ốp lát mới nhất trên thị trường hiện nay, xin mời nhấn nút đăng ký kênh có biểu tượng hình tròn ở giữa màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.